Xin chào mọi người. Bây giờ đồng hồ là 7 giờ sáng. Trên tay của mình đây là trái táo Ninh Thuận, rất là ngon, rất là ngọt nha. Bây giờ chưa có ăn. Ăn sáng xong mình mới ăn. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ đổi khẩu vị, thay vì nấu ăn chính thì bây giờ mình sẽ chuyển sang nấu ăn sáng. Và ngày hôm nay mình làm món gì? Xin mời mọi người cùng vào bếp với mình để mà thực hiện món này. Thì món này thì mình cũng giới thiệu qua, đó chính là có chả cá. Đây là chả cá tươi. Rồi, sau đó thì một cái chả nữa. Đây, chả là chả đã cuốn rồi. Rồi ngoài ra thì có cá thu. Rồi có bún. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thử thách ngày hôm nay là nấu ăn sáng trong vòng 7 phút nha. Và đây, một rổ nho. Đây, nồi súp mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì trong cái nồi súp này nó sẽ có cà rốt để cho nó ngọt. Và một lát cá thu tươi mới lấy ngày hôm qua. Đây, rất là ngon nha, rất là ngon. Rồi, có ba cọng hành. Và mình, hồi nãy thì mình cũng có giới thiệu đó. Là ở ngoài ra là nó có thêm cái phần chả cá này nữa. Lát mình sẽ để vào. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành sắt cái cọng hành này. Sắt chung luôn hành thì đặc thù là mình không có để vào, mình sẽ để phiên ra ngoài. Ngoài sắt chung rất là thơm. Rồi, xong cái phần hành với ngò. Rồi, bên cạnh đó mình sẽ xử lý cái phần chả cá luôn. Cái phần này phần chả tròn. Sắt tròn tròn thì nó dễ ăn. Nhà mình làm 4 người thì mình sắt thôi đó khoảng 10 mấy lát vậy đi. Ai lấy ăn thì mình sẽ sắt thêm. Xong cái phần và cái phần thứ hai là cái phần chả này thì chắc là buổi sáng này chỉ ăn một nửa thôi nên mình sẽ sắt một nửa. Thì có nhiều cách sắt, mình sẽ chọn sắt hình vuông, hình tứ giác thì là dễ ăn, rất là ngon, rất là tươi. Rồi, bên cạnh đây mình cũng thử miếng luôn. Ngon quá. Quá ngon. Chả cá tươi. Ở biển. Còn sống, miếng này sống hả? Xử lý luôn. Không hơn cả cái bún này á, hồi nãy là nó còn sống cho nên mình sẽ tiến hành cho bún vào. Đây, giờ mình sẽ bún này là bún gạo đó nha, bún gạo nhà xay luôn, không ra chợ mua đâu. Ok, cho vào. Khi mình cá đã chín rồi, những củ cà rốt nó cũng đã ninh xong, nó cũng đã vàng rồi, thì bắt đầu mình cho tiến hành mình cho bún gạo vào. Rồi đây, nấu cho nó khoảng tầm 1 đến 1 phút rưỡi cho nó sôi lên thì xem như cái bún nó cũng đã chín rồi. Cái chả cá ngon quá, mình hiểu hết, mình ăn không đúng nữa. Ngon quá. Trong khi ăn mình nào rồi lại nó ăn chín thì mình chuẩn bị không. Nhà mình sẽ có 4 thành viên cho nên mình sẽ chuẩn bị 4 con. Đang lát múc ra cho nó dễ. Ê,
sẽ rất là nhanh sôi. Đây, mình để chín sôi lên là ăn được à. Tại vì trái bún á thường thường nó lạnh. Cái cá này thì mình sẽ dùng một cái dĩa nhỏ để mình tách cá ra cho nó ngon nha. Thì cá thu thì nó rất là thơm, nó rất là ngọt, nó rất là ngon, nhưng mà mình cần phải tách ra để cho mọi người cùng ăn. À, nước bắt đầu nó sôi rồi. Thì không khí buổi sáng ngày hôm nay thì cũng rất là mát mẻ, không khí rất là vui. Mình đã đi tập thể dục rồi cho nên mình về. Bây giờ mình chuẩn bị cái phần ăn sáng này. Hồi nãy mình có thử thách đó là khoảng tầm 7 phút. Thì buổi ăn sáng này sau khi chuẩn bị nước lèo xong rồi mình lên những cái đồ thực phẩm mình chuẩn bị thì đâu đó thì 7 đến 10 phút thôi, rất là nhanh. Thì cũng sẽ có một bữa sáng rất là ngon đây. Món bánh canh cá thu tươi, chả cá, rồi chả thêm một cái chả đòn nữa. Rồi những cái bún gạo rất là ngon, rất là tươi. Là hy vọng là sẽ có một cái bữa ăn sáng sẽ rất là ngon miệng đây. Rồi khói nó bay lên rồi. Thì xem như cái bún này cũng đã chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ múc ra. Tiến hành múc ra. Thì đây, có một cái tô nhỏ thì mình chuẩn bị cho hai bé nhỏ. Hai muỗng thôi. Rất là nóng nha. Đây là món bánh canh chả cá cá thu Ninh Thuận, món quê. Wow, hấp dẫn quá. Hơi nóng, mình sẽ để xuống, mình lấy bao nhiêu đây đi, rồi mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ lấy thêm. Đây. Bốn người thì nấu bao nhiêu đây thì cũng vừa đủ ăn rồi. Ai muốn ăn thêm thì lấy thêm. Đây mình sẽ bỏ chả vào. Đây, mọi người ba lát chả chia đều, không ai ai nhìn phần. Đây, một miếng bự nhỏ thôi, còn chả cá thì ba miếng luôn. Đó, chia nha, rất là đều, chắc đi bán quán được luôn á. Rồi, nước sôi lên dữ rồi, hãy cho mình tắt. Sẽ cho cái này thêm một xíu nữa. Đây, rồi mình sẽ có công đoạn bỏ cái rau ngò vô. Nếu mà ai ăn thêm tiêu thì sẽ bỏ tiêu vô. Đấy, bây giờ mình sẽ xử lý cái phần con cá thu hồi nãy. Mình sẽ tách cá thu ra để mà để vào dĩa cho mọi người ăn. Đây, đã có muỗng sẵn hết rồi. Đây, nhỏ ra. Rồi, sẽ bỏ vào cái tô. Rồi, mình sẽ xử lý nhỏ ra. Xử lý nhỏ, sau khi xử lý nhỏ cá thu rồi mình sẽ bỏ vào nha. Xương thì mình đã tách ra hết rồi. Rồi xong. Đây. Rất là ngon, rất là ngon. Kết thúc. Không biết con mọi người thế nào. Nhưng mà riêng thân mình đó, này nó nhỏ hơn. Không biết ba mẹ mình có biết không? Không biết người thân mình có biết không? Mình rất là thích ăn dụng thức ăn. Tức là nấu cái nồi gì, bất cứ cái nồi gì khi mình thấy phát hiện á, mình đi qua lượn lại rồi đó, chắc chắn mình ăn mấy miếng đó. Mà cảm giác của ăn thức ăn mới nấu xong á, ngon lắm. Nên mình cũng ăn miếng rồi đó. Chắc là ngon. Thì nấu ăn thì thường phải ăn, mình ăn coi xem cái miệng ngon không.
mọi người xem mình thấy mới thích đó. Tức là cái buổi chuẩn bị ăn sáng ngày hôm nay đã xong rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ăn thôi. Mình thì không có thích quay cái ăn đó, lâu lâu có một cái ví dụ như ăn xôi ăn me đồ thì quay chơi ra, chứ còn thường thường những cái bữa ăn hàng ngày thì không có quay. Thì kết thúc buổi sáng ăn sáng, buổi nấu ăn sáng ngày hôm nay rồi, thì xin cảm ơn mọi người đã xem video và xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.